Đây là lần tiền trạm thứ hai của cái hành trình năm nay, năm 2024. Mục đích của chuyến đi lần này là để chốt lại với địa phương một số cái vấn đề quan trọng, cũng như là hoàn tất cái giấy xác nhận của địa phương là đồng ý cho phép hành trình tử tế tổ chức tại đây. Trên cái đoạn đường di chuyển thì các anh em có di chuyển qua cái cống cái lớn. Khi mà cái cống mới khánh thành thì địa điểm rất là hot nha, rất là nhiều bạn ghé check in. Mấy anh em cũng tranh thủ làm vài tấm hình nha. Cái khúc này nó gây cắn vô cùng nha. Đang đặt cái điện thoại bên đây để quay thì một chiếc xe chạy ngang làm rớt cái điện thoại. Hên là nó còn rớt ở trên cầu. Rớt vô trong nè. Tôi còn sống anh em ơi. Sau khi trao đổi với các bộ địa phương, một số cái vấn đề cần được giải quyết như là số lượng các em thiếu nhi từ lớp 1 đến lớp 5, cũng như là các em thiếu nhi từ 5 đến 10 tuổi mà không có đi học. Rồi số lượng các hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở đây. Sau khi trao đổi hết các vấn đề đó thì anh em tiến hành di chuyển đến cái địa điểm tổ chức. Thì anh em có khảo sát ở một số nơi giống như là trường tiểu học nè, hay là chỗ ủy ban. Một nơi mà phải rộng rãi, rồi đáp ứng được một số tiêu chí giống như là phải khép kín, có tường rào bao quanh, rồi phải có sức chứa là cùng lúc là hơn 1.000 bé. Các anh em phải trực tiếp xuống thực địa nè, khảo sát rất là kỹ nha, không ngại leo mái nhà nè, vì nó có một cái hạng mục mà liên quan tới cái vấn đề này. Sau khi khảo sát xong cái địa điểm tổ chức thì anh em di chuyển đến một địa điểm rất là đặc biệt nha. Nơi đây nó có cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của vùng miền ở nơi đây. Mọi người có thể xoay ngang cái màn hình lại và đón xem đây là cái sản phẩm gì nha. Sau đó thì các anh em di chuyển tiếp đến một cái địa điểm đặc trưng nữa của địa phương. Thì cái lý do để mà các anh em tìm hiểu rồi di chuyển đến nhiều nơi như vậy á là do cái hành trình tử tế không chỉ là tổ chức cho các bé chơi trung thu, trao quà trung thu, mà còn muốn giới thiệu đến mọi người các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống tại địa phương, để góp một phần nào đó có thể thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương, hoặc chết là lan rộng để cho nhiều người cùng biết đến. Đã có cái số liệu chính thức thì sau hôm nay các anh em trong ban tổ chức sẽ xây dựng một cái kế hoạch chi tiết để tiến hành kêu gọi vận động quyên góp. Sắp tới thì sẽ có video công bố cái địa điểm tổ chức cũng như là cái link để mà đăng ký làm cộng tác viên của hành trình năm nay. Thì bật mí với mọi người sơ sơ là cái số lượng năm nay sẽ hơi bị khủng nha, khủng hơn năm rồi rất là nhiều. Và cái thứ hai á là khi đã công bố cái link đăng ký cộng tác viên á, thì các bạn chỉ có 15 phút để đăng ký thôi nha. Vì theo số liệu năm rồi á, thì trong vòng 15 phút đầu tiên là đã có hơn 100 bạn cộng tác viên đăng ký tham gia. Cho nên các bạn hãy nhanh tay, kẻo bỏ lỡ cái hành trình năm nay là vô cùng tiếc luôn. Vì đây là kỷ niệm 10 năm của hành trình tử tế.